Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái mới tiếp nhận một bệnh nhân nam 30 tuổi nhập viện với biểu hiện sốt không rõ nguyên nhân. Bệnh nhân kèm theo các biểu hiện đau lưng, nóng rát thượng vị, ợ hơi, ợ chua nhiều. Tại bệnh viện, khoa khám và làm một số các xét nghiệm như chọc dịch não tủy, nuôi cấy vi khuẩn và định danh hệ thống tự động cho kết quả dương tính với liên cầu lợn. Qua khai thác bệnh sử, cách thời điểm nhập viện 3 ngày, người bệnh có ăn nem chua, nem nắm mua tại quán bia. Vi khuẩn liên cầu lợn lây từ lợn sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với lợn mang vi khuẩn thông qua những vết thương nhỏ hoặc chảy xước trên da trong quá trình giết mổ lợn, chế biến thịt lợn hay ăn tiết canh thịt lợn chưa chế biến kỹ. Chưa có bằng chứng lây nhiễm liên cầu lợn từ người sang người, hiện chưa có vaccine phòng bệnh. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái khuyến cáo người dân không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, không ăn thịt hoặc phủ tạng chưa nấu kỹ, không ăn tiết canh và các loại thịt, sản phẩm tái sống được chế biến từ lợn không đảm bảo an toàn thực phẩm. Người tiêu dùng chỉ nên mua thịt lợn đã được cơ quan thú y kiểm dịch.